Đây. Bây giờ là mình đang làm cái ghế để lát nữa đi ra làm dâu nè. Trồng dâu. Đó, thành phẩm là cái ghế ngồi để ra trồng dâu. Đó, nó sẽ là như vậy. Nha quý vị. Đấy. Ồ, ngầu chưa nhỉ? Ồ, cái máy này nó tông vắt luôn hả? Cái máy này nó y chang nhìn hình thiệt vậy. Rồi. Rồi bây giờ Nana đi hái dâu nha. Đi đây, đi lên trên này nè con. Đi, come. Yeah, you see there is a lot of strawberries. Look. Look. No, no. Hold me. Hold me. Hold me. Hold me. Can you see here? Look. There is a lot of strawberries. You want to pick it? Pick đi, nó bước vô đây nè. Bước vô đây. Bước vô đây rồi nè hái. Đó, thiết kế ba cái ghế trồng dâu đây. Nhìn đã chưa? Đó, trời. Đó, cái chị này chị giỏi lắm luôn nè. Đó, cái chị này nè. Trời ơi, chị giỏi dữ lắm đó, chị ngồi mà chị xúc nè, đó thấy chưa? Ghê chưa? Nhà mình hôm nay là tiếp tục trồng dâu. Màn 2 nhưng mà cảnh 1. Nhưng mà cảnh 1 được có tiến bộ hơn là có được người cái ghế. Không có cần ngồi dưới liếp dâu. Đó. Hồi nãy tới sáng mà nó nắng nhiều mạnh lắm á. À, nghe chưa? Hồi sáng á là nắng nhiều mạnh lắm, bây giờ hết nắng rồi hả con? Con kiếp xanh đã. Dạ. À, con ốc á đúng không? Này là đó. Trời ơi, ai mà trồng rau, trồng cây đồ á, trồng dâu rồi á, nên thiết kế ghế này nha bà con, ngồi sướng lắm. Ngồi coi như là không có ngồi vậy đó. Ngồi coi như không có ngồi. Hả? Coi như không có cái đít. À. Đó, ngon chưa? Tuyệt vời. Còn anh đằng kia ảnh xới đất tiếp để trồng tiếp dâu. Xong rồi hả con? Giỏi. Đó, rồi. Cho bà con coi mấy cây dâu có bông hết rồi nè. Đấy, bông nè. Dâu mình mới trồng, dâu mình ra hơi muộn hơn người ta. Mới ra bông, sắp ra trái rồi. Mới ra bông nè. Quý vị trồng là nhớ trồng chôn nó sâu sâu ngang, kinh nghiệm ngang, trồng một lần nữa, đừng trồng hai lần. Nè, em phải ban cái đất đàng hoàng. Rồi vài bữa nữa cái mưa nó xuống cái nó lại trò rồi anh ba đào cũng như chuột đào với anh ba. Đâu có, người ta đào nha. Đây. Bây giờ mình quay này dâu mới ươm hôm nay nè. Đó, mới ươm hôm nay nè. Đấy. Mới ươm hôm nay đây. Có bông nè. Nhảy đọt rồi hết rồi đó bà con. Nè. Ương qua bên đây thêm nè. Quá trời. Đây coi anh này kỹ thuật cao trồng dâu nè. Chuyên viên kỹ thuật. Ờ, chuyên viên về trồng dâu đấy. Thấy không, có cái ghế ngon chưa? Trời ơi, đấy. Làm là quý vị phải bạc ra nhà, thấy không? Đấy. Rồi xong quý vị phải đưa xuống là ngõ canh. Canh cho đủ nửa thước. Ok. Xong là đút. Em bè đập nha, mình phải be bờ đám mạ giống như vậy đó. Đó, để cho đất nó không có sạc khi mình tưới, thấy không? Nói chuyện rạch miền Tây luôn á, tôi đi dân miền Tây. Bác này tên là bác Biến đây.
Đang tem mì Việt Nam mà đâu phải tàu đâu, biến gì tìm gì đây. À. Đào cái lỗ cho nó sâu. Nha, là bỏ luôn con sâu vô nữa có. Đấy nha, rồi mình bắt đầu be bờ đám mạ. Nha. Còn nếu mà quý vị mà không có nhìn rõ nữa thì mướn tôi qua. 70 triệu một giờ. Chơi. Nha. Thằng Tình Nghĩa tôi lấy 140. Thằng Nhân ruột tôi quất gấp đôi. Bây giờ lên thêm một chị nữa. Còn một chị nữa. Một chị cũng là cao thủ trồng dâu. Đấy, đây nè. Dâu mình trổ bông nhiều lắm. Năm nay chắc ăn được vài trái nè, bông nè. À, mỗi người phát cho cái ghế liền. Đó, cao thủ trồng dâu. À, đó lên cao thủ trồng dâu. Đâu rồi? Hả? Rau cao thủ trồng dâu. Tỉa cành, tỉa lá. Đứt không cũng đứt thôi. Đưa hai cái này chung đi. Không, trồng một cây thôi. Cây thôi không sao đâu, nó sống hết à. Sống thì cho đi. Ừ, công về bữa tao lại đào được lên tiền lắm. Thấy chưa? Dạ. Yeah. Mới trồng, dâu mới trồng nha. Hôm nay chắc trồng xong mà, ngày hôm nay thôi. Ừ, miễn mưa được sớm quá là được. Đây, táo có trái nha. À, đấy. Ôi, đây cũng còn ra bông, không sao, vẫn còn cứu chữa được. Thì năm nay năm đầu tiên mà, năm đầu tiên thì nó không có nhiều. Nhưng mà có hái đó nha bà con. Ồ, đây, cây này nhiều nè. Trái. Cây này hơi ít. Cây này hơi ít, có 2 trái, 3 trái gì thôi. Ôi trời ơi. Chàng ơi. Thương vậy, cây này thương vậy. Ôi đằng kia thương luôn. Chàng ơi bà mà. Con ơi, nhưng mà mua cái này là mình phải lấy đồ mình bịt nó lại, chim nó ăn. Ăn không? Ăn. Chờ đi. Thứ nhất là chim ăn, thứ hai là gió nó gãy, phải lấy đồ con nó đỡ. Ơi nè, nha, một tuần nữa là phải đỡ. Ừ, đỡ. Nó bắt đầu nó cỡ trái này, nó hồng hồng đỏ đỏ là chim xuống hết luôn. Nhưng mà mua rền le thì không có trái, cái cây sari nè bà con. Bữa nó có, nó sẽ có trái. Không phải, nó có bông, rồi gió quá nó hất rớt bông. Nhưng mà cây táo thì ok, cho nên ở đất này trồng táo được, không trồng mu rề lê được. Đây, táo nhà mình thì rất là trái. Trái néo nẹo luôn á, bà con ơi coi nè. Trời ơi, bà con ơi coi nè. Ú là là, cây táo nhà tôi. Một dải táo này ăn mệt luôn. Ui, có trái bự luôn là Kim. Cái cây này là trời đất cô coi nè. Ôi năm nay ăn táo mệt mỏi rồi. Trời ơi, vậy thôi đất này là đất trồng táo chứ không trồng mu rền le. Mình trồng thử thôi. Mình trồng thử cây nào nó có nhiều trái thì năm mình trồng. Trái cây nào ngon nhất. Ừ, đó. Mình phát triển nó tiếp. Đó mọi người ơi, đất mình là đất trồng táo. Mọi người ơi, táo vườn. Đó, táo vườn. Yeah, cây này tên là Malus domesticae gì đó. Ba bốn loại luôn, giống như bao nhiêu loại. Còn cây mu rền le là hình như không có thấy trái luôn á bà con. Trời ơi, chết rồi, mu rền le của tôi. Cái cây bên đây là cái gì? Cũng là mu rền le nhưng mà có 2 giống. Sheba với mu rền le. Không, mu rền le luôn, trái bự không, không có trái nào nhỏ hết á. Anh hai không có chịu mua trái nhỏ. Trái nhỏ thì mình có hàng rồi. Ừ. Trời ơi, mình ra đó mình hái về mình ăn. Hàng đó thì Sherry có trái nha. Sherry, nãy giờ trời bao nhiêu cây luôn á bà con. Mấy cây rồi đó, một dải là được 2 trái. Trời ơi, Sherry nhà mình nó có 2 trái thôi. Buồn quá, đi thôi.
chị Thảo chị nói là ở đất của mình không có trồng seri được, là tại vì nó gió quá nó hất, bữa nó ra bông đều hết luôn, thế là nó rụng. Nhưng mà táo thì ok nè, đất mình trồng được táo với lê nè. Rồi đây bây giờ đây là dâu nha bà con, dâu hả. Rồi đây mình chỉ cho bà con. Ê, thấy cái cải đường chưa, cái cải đường của chị Hai uống nấu nần luôn nè. Cái xứ này là xứ trồng cây cải đường. Ở đây là không có hề bón phân, không có phân, không có kiết gì nha. Cây này là cây cây ấy. Stem mua đó cưng. Stem mua dại. Ừ. Nè, ngò rí nè, không có phân nó không lên. Bà con ở ngoài là stem mua hả Thảo? Đây. Chị Hai nói stem mua. Nguyên cái ruộng đó là stem mua không á, vài bữa. Trồng là đây là hái bông cải bỏ vô luôn nữa. Không, bông cải của người ta để cho nó trổ bông, để nó ra nó già, hay lấy giống á, hay lấy dành giống. Nè, thấy cải đường không? Mùa sao Thảo đừng. Nè, cải đường. Mua Thảo. Cải đường. Nè, thấy không? Thấy củ bự không? Thấy củ rồi. Lần sau Thảo đừng có mua xe mua nữa nè, bứng ra trồng thôi. Mua cha mà ơi, quý vị xem đi. Thì một dặn một nạch là một lạ, một trải thì nhá. Như rí là mừng à, mừng rắn ăn cho hết. Canh để nào dùng nào mà anh nói tôi nghe không có hiểu. Đây nè bà con thấy không nè, coi nè, trời ơi. Chú cha mà ơi. Coi nè táo nó nhiều trái dữ lắm luôn á. Nhưng mà năm nay nó nhiều là năm sau nó lại không có trái. Một năm nó có một lần. Năm sau có trái kia. Nó mà nó trổ bông trổ hoa và trái và cạch nấm nha. Wow, năm sức của tài táo năm luôn. Năm nay uống nước ép táo nha. Năm nay thì mình cứ uống nước và ăn trái táo sáng nắm mình nhìn. Nè. Bắp Việt Nam nè bà con á, bắp dẻo nè, bây giờ cỏ chưa có làm. Nó cỏ và bắp trồng chung với nhau nhìn nó đẹp mà nó sánh tươi. Cuối tuần trai đi làm bên em, đầu tuần đi trồng dâu, đâu có thời giờ đâu mà chăm với mấy cái cây này. Ồ, có mấy cây nữa bự nữa bà con ơi. Ồ, bự nhìn rồi, bự cái cỏ thì bự rồi bà con ơi, bắp bự rồi, không biết khi nào có trái ăn đây. Chàng ơi, thằng bên đây bự nè. Chàng ơi. Ôi trời ơi nó đẹp. Ôi, bự ghê. Ôi, không? Trời, nó đấy. To ơi, bắp Việt Nam á, được 12 lít bắp Việt Nam. Đó, ôi giời, thế ăn sao cho đó. Hỡi hành tao mới cắt mà nó lên quá trời rồi. Bây giờ phải cắt vô ăn tiếp để lát nữa mình ăn mình có ăn này không? Nhà còn hành không? Cắt vô. Không, nhà không còn á, cắt đi. Để cắt đi hay quay cho. Ngay cái cây xích lên trên đó mà lát có cái thùng xốp trắng đó, có cái kéo hay nhớ vậy đó. Bữa hay cắt hành hay dục đó. Trời ơi, bà con coi không? Hồi nãy là mình quay là nguyên cái đám hành nông nghiệp, còn hành này hành trồng ở nhà ăn nè. Bỏ phân cho nên nó bự gì nè. Đó. Ủa cái đó quá kéo hả? À em vô trong nhà em vừa mở cửa ra ngay cái bước vô chân là có cái kéo luôn, đúng rồi. Đem vô rồi. Khoai lang tây nha mọi người. Cái chỗ khoai lang tây này nó không có nhiều cỏ bằng cái bên kia ha. Đúng không? Em có thấy là cái đất mà mình lên liếp rồi nó không có cỏ. Mà cái đất mà mình để không có làm gì hết thì hình như nó thoáng không khí sao nó lên. Giống như mấy đám dâu mình đi. Phân nhiều quá. Ừ đúng rồi. Đó, trời ơi khoai lang tây mọi người ơi khoai lang tây nhà em đây. Chiền ơi. Hồi bữa chị hình như chị Hai chồng cũng hơi bị gần hả ta? Có gần không? Có mấy cái hơi gần nè. Gần thì nó đâu có nảy ra được nhiều người cũ đâu ha. Hành thì trời, phải ăn được nhà cũ chứ nhớ không? Một bụi lên là ăn cả nhà. Ăn trời, cái này chị Hai nói ăn nguyên mùa. Cất ở dưới hầm á, ăn đó. Trời ơi, khoai lang tây. Củ hành. Nè, sáng sớm không? Để chờ đi, chờ anh ba đi tao hát cho anh ba. Sáng sớm người ta hái hoa hồng. Còn nhà mình thì sáng sớm ra hái cọng hành. Ủa trời ơi. Dạ. Mấy xưa. Rồi. Sáng sớm em hái cọng hành. Bán cho bao người qua. Ai qua bán cho bao nhà em. Đấy trời ơi. Cái anh nông dân nè trời ơi đấy. Ảnh ơi hành đẹp quá đi thôi. Hôm nay nhà mình ăn ăn đồ nướng nha. Bây giờ vô lấy hành vô.
tay trai ôm chưa? Nhìn cổng hành ta nhớ tới người tình xưa. Trời ơi, người nào mà thích ghê vậy? Người à, nhớ đứa nào, con kia nó lên tiếng kìa. Ờ, quớt đi, quớt đi, quớt đi. Hạnh to như thế nở nào ăn. Đó. Thôi nó to rồi thì mình cứ quớt. Ngon chưa mọi người? Sáng ta ăn hạnh, trưa ta ăn hạnh. Cả ngày cũng ăn. Ta ăn hạnh. Hạnh ra vườn hạnh ta cứ ăn hạnh. Ăn hạnh kiểu này đây chết luôn. Hạnh mình luôn. Quý vị ơi, bây giờ ai có ăn hạnh thì làm ơn inbox giùm cho em đi, em bán 2 đồng một ký nha. Em bán hạ giá luôn cho quý vị. Bây giờ hạnh nó nhiều quá, nó hạnh em lắm nha quý vị. Em đại hạ giá hạnh. À, kính thưa hành. Nó mà như vậy là em chịu không nổi quý vị à. Nó lên lẹ lắm luôn nha bà con, hành này nó lên không kinh khủng. Không gì hết nha quý vị, xin trân trọng giới thiệu với quý vị là không làm gì cả mà nó vẫn lớn. Từ bữa mình bỏ mấy cây hành xuống mình không quan tâm nó luôn mà nó cứ lên. Ăn không hết nha quý vị, không phải là một người ăn đâu nha. Hai nhà, nhà 3-4 người. À, ăn mà bây giờ ăn đang kịp. Đi làm kim chi nhưng mà hành làm kim chi ăn ngon không quý vị? Ngon không? Anh nông dân ảnh hậu chị cái anh này anh nhái chị Phương Hằng nè. Không đấy. Có à, cái ngữ điệu của tôi là tôi không có nhái ai à, tôi có ngữ điệu riêng. Quý vị muốn nghe tiếng Bắc, tiếng Nam, tiếng Trung vậy quý vị inbox dùm cho em nha. Rồi em sẽ làm theo yêu cầu của quý vị, nhưng mà em không thể nào làm hết theo yêu cầu của tất cả mọi người. Chắc chị hay nghĩ đủ rồi đó. Em nghĩ là chắc dư rồi. Rồi bây giờ cái này là hơi nát cả. Trong qua ly á thì nó không có nói. Nhưng mà vợ cầm giống như lão gia mà để ở ngoài ổng sách là ổng sợ hư cái cây. Đây nha, này. Đây nha. Còn rổ rau nữa nha mà bà con. Nước đó là mình được ngủ nữa là. Này là một ngày mà ngăn mệt mỏi của chị em. Bây giờ trong dạ, mệt mỏi. Bây giờ đói rồi, run tay run chân luôn rồi, rồi vô ăn nè. Đó, chanh, ớt, nước chấm, đó, nước chấm ba bốn loại. Cuốn rau hôm nay ăn kiểu Hàn Quốc ha. Thịt xào rồi. Ăn nhà anh chê à. Không biết cái gì xê xê. Đó. Ăn nho thì xe vô đây. Đó, nhìn hấp dẫn rồi mọi người, hấp dẫn quá, hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Đó. Rồi. Không có mưa đâu. Rồi, cảm ơn mọi người đã coi video của ăn ngon gia đình mình nha. Ăn nha quý vị. Bây giờ mình phải cúp máy để mình ăn thôi. Bò sắp chín. Chú cha mà ơi, quý vị ấy ăn như thế mà răng mà chẳng lên cấn thì. Rất là ngon luôn quý vị ha. Ốt nơ, chảy hành quá ngon. Đó, nhiều nước có không? Đó, hành mới hái ngoài vườn hồi nãy đó. Nãy đó. Rồi, bỏ thịt vô nè, miếng thịt thịt nè. Đây nè. Nè, có thịt nè, có thịt bò nè, có đây mực nha. Nè, có thịt heo nè bà con. Trời ơi. Đủ món luôn quý vị. Trời ơi, hấp dẫn lắm luôn. Nhà em ăn đơn sơ đạm bạc lắm, nhà hết tiền mua cơm mà. Mua gạo. Mùa này là mình phải ăn đồ nướng, ăn ngoài trời nó mới ngon. Nó mới chống lại Covid. Ừ, hấp dẫn không? Trời ơi, ngon. Vớt bò ra đi vợ. Không thôi là nó bị khét. Đây là tươi, xà lan nó không khét. Hấp dẫn chưa? Chị em tôi làm nghề nông. Nông xong rồi ra hái rau cải xà lách đổ ngoài vườn vô bà ăn nha, thôi bà con. Bây giờ quý vị coi tôi cuốn. Quý vị phải bỏ nó vô như vậy nha. Rồi mình nó lại nha. Rồi mình cuốn nha. Đấy, đấy, rồi, mình phải chấm nha. Rồi, đưa vào. Anh ơi, ăn luôn nè anh. Trời ơi, ngon. Trời ơi, ăn đồ nước. Hay con, ra ăn luôn nha con. Ăn chưa? Mình đang ngủ. Nó đang ngủ hả? Nó có ngủ không biết. Đâu Nana được cái gì? Ú, được Pikachu. Ôi ôi, có mặt cơ tôi. Trời ơi. Trời ơi. Mấy anh nè, mấy bác cháu đi nè. Mua nè. Trời ơi, được Pikachu nè. Thôi, nè được Pikachu nè. Sao vậy không ăn hả? Mới ăn hả? Ừ. Biết ăn không con?